Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đi thăm Trung Quốc, thống nhất duy trì hòa bình và ổn định trên biển. Ông Phạm Minh Chính vừa có chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc và dự hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tức là WEF, ở tại thành phố Thiên Tân, theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc là Lý Cường và nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành của WEF là ông Klaus Schwab. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng vào sáng hôm nay tại Bắc Kinh, ông Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam và Trung Quốc, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, giải quyết tranh chấp và bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai vị Thủ tướng thống nhất xây dựng đường biên giới trên đất liền, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình và ổn định ở trên biển. Ông Phạm Minh Chính khẳng định, chủ trương nhất quán, kiên trì chính sách một Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc, phát huy vai trò ngày càng quan trọng và tích cực trong khu vực và trên thế giới. Ông Chính còn đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác. Theo giới quan sát, hàng không mẫu hạm Ronald Reagan đến Đà Nẵng là chuyện nội bộ của Việt Nam, không cần ông Phạm Minh Chính phải qua chầu Trung Quốc. Thủ tướng Việt Nam sẽ không thể xé rào trong quan hệ Việt-Trung để làm điều gì đột phá liên quan đến Biển Đông trong chuyến thăm Trung Quốc lần này. Tuy nhiên, có thể đặt vấn đề với phía Trung Quốc về hai khía cạnh, đó là lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc, cũng như bảo vệ an ninh năng lượng của Việt Nam thông qua bảo đảm các dự án thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông. Đó là nhận định của nhà quan sát và phân tích thời sự chính trị Việt Nam cũng như khu vực, đó là ông Trương Nhân Tuấn từ thành phố Marseille của nước Pháp với đài RFA. Trước cuộc hội đàm, ông Lý Cường đã chủ trì lễ đón chính thức ông Phạm Minh Chính ở tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Tin liên quan tới vụ tấn công tại trụ sở xã ở tỉnh Đắk Lắk. Vào ngày 26 tháng 6, một phái đoàn của Bộ Quốc phòng Việt Nam được cử tới Đắk Lắk, nơi diễn ra vụ nổ súng làm 4 công an Cộng sản Việt Nam cùng với 2 cán bộ xã thiệt mạng vào ngày 11 tháng 6 vừa qua. Trang báo Biên phòng của Cộng sản Việt Nam trong nước loan tin, phái đoàn này do ông Nguyễn Văn Nghĩa, cấp bậc thượng tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Cộng sản Việt Nam làm trưởng đoàn. Mục đích được nêu là để kiểm tra việc sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Tính đến ngày 23 tháng 6, giới hữu trách Cộng sản Việt Nam đã khởi tố 84 người trong vụ nổ súng vừa nêu. Trong số đó, 75 người bị cáo buộc về tội khủng bố, 7 người bị cáo buộc về tội không tố giác tội phạm, một người bị khởi tố về tội che giấu tội phạm, một người bị cáo buộc về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cũng ra thông báo, khẳng định rằng vụ nổ súng này có liên quan tới các cá nhân và các tổ chức nước ngoài. Trước đó, ông Phạm Ngọc Việt là thiếu tướng, trưởng cơ quan an ninh nội địa thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã phát biểu tại hội nghị cao cấp những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York là những người bị bắt giữ, có người là thành viên của một tổ chức tại Hoa Kỳ đã nhận lệnh chỉ thị từ tổ chức này xâm nhập vào Việt Nam và dàn dựng cuộc tấn công. Ông này không nêu cụ thể tổ chức ở Hoa Kỳ là tổ chức nào. Trong khi đó, một số tổ chức của người Thượng Tây Nguyên nói rằng họ không liên quan gì tới vụ tấn công và lên án mọi hành vi bạo lực. Mới đây, Trung tướng Tô Ân Sô là người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu và trốn thuế xảy ra ở tại cửa khẩu Lao Bảo của tỉnh Quảng Trị, cũng như công ty đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị có liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm ngoái cho đến nay, Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 212 triệu Mỹ Kim. Số lượng vàng lậu được đưa từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo của tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam và thu lời bất chính. Kết quả điều tra cũng xác định công ty vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế của năm 2021 không trung thực, có dấu hiệu trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước, bước đầu xác định là khoảng 261 triệu Mỹ Kim. Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được,
cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với hai người, gồm có Lê Xuân Tùng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh về tội trốn thuế. Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 người về tội buôn lậu, trong đó có Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Vân, người điều hành cửa hàng vàng Kim Linh. Với số lượng vàng buôn lậu và các hành vi trốn thuế gây thiệt hại đến hàng triệu Mỹ Kim, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, chế độ quản lý ngoại thương và quản lý thuế của chính phủ. Theo luật sư Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch của công ty luật A&H thuộc về Đoàn Luật sư Hà Nội, cho biết với cáo buộc buôn lậu, các đối tượng sẽ bị truy cứu về tội buôn lậu có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, còn tội trốn thuế có khung hình phạt tù từ 2 cho đến 7 năm. Ngôi vị người giàu nhất Việt Nam có sự thay đổi. Trị giá tài sản tính trên số cổ phần nắm giữ trực tiếp của ông Trần Đình Long là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Phát được ghi nhận đã vượt qua khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng là Chủ tịch của Tập đoàn Vingroup. Theo tờ báo Zing ở trong nước, thì cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát đã tăng lên rất mạnh khi có 4 phiên tăng liên tiếp trong tuần qua. Chuỗi gia tăng của cổ phiếu HPG đã giúp tài sản của ông Trần Đình Long tăng thêm 2.957 tỷ đồng Việt Nam, tức là tương đương 125 triệu Mỹ Kim trong tuần qua. Hiện nay, ông này sở hữu hơn 1 tỷ 500 ngàn cổ phiếu HPG. Tại phiên đóng cửa cuối ngày 23 tháng 6, khối tài sản từ cổ phiếu của ông Long có trị giá trên 38.500 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 1 tỷ 600 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó, vào tuần trước lại ghi nhận sự tuột giảm của cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup với xu hướng giảm gần 2.9%. Diễn biến này khiến cho trị giá tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm xuống mức 35.946 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 1 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Như vậy thì ông Trần Đình Long đã xoáng ngôi người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam của ông Phạm Nhật Vượng. Bản tin của tờ báo Zing ở trong nước cho biết thêm, trong những tháng gần đây, ông Phạm Nhật Vượng đã sử dụng số lượng lớn cổ phần để góp vốn thành lập công ty mới. Do đó, trị giá tài sản của ông đã giảm đi đáng kể. Hồi tháng 3 năm nay, khi có tin là ông Phạm Nhật Vượng góp vốn cho công ty chi nhánh bằng cổ phiếu, trên mạng xã hội đã dấy lên nhiều ý kiến cho rằng đây là sự lập lờ nhằm qua mặt các nhà đầu tư. Một số người chỉ trích ông Phạm Nhật Vượng đã rút giấy từ túi trái bỏ qua túi phải và nghiễm nhiên có thêm một công ty ngàn tỷ đồng mới để làm ăn. Một nữ công nhân 25 tuổi không rõ danh tính đã bị thiệt mạng sau khi bị một chiếc xe hơi tông chết và kéo lê thi thể đến 6 cây số ở trên đường mà tài xế không hề hay biết. Theo báo Dình, trong vụ tông xe xảy ra hồi cuối tuần, nam tài xế chạy xe hơi về đến sân của công ty tại khu công nghiệp Quế Võ của Bắc Ninh thì mới phát giác ra thi thể của một phụ nữ bị mắc kẹt ở trong gầm xe. Thi thể của nữ công nhân xấu số quê ở Thái Nguyên được ghi nhận là không còn nguyên vẹn. Công an xác định nữ công nhân bị tông chết ở tại cây số 136 ở trên đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang, cách nơi phát giác ra thi thể đến 6 cây số. Ở tại hiện trường của tai nạn, chỉ còn chiếc xe gắn máy của nạn nhân bị ngã ở trên đường. Báo Dinh dẫn lời của giới chức chính quyền Bắc Ninh cho rằng tai nạn có nhiều tình tiết đáng ngờ, phức tạp và khá hy hữu. Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, giới chức cho rằng có nhiều dấu vết đã bị xóa, mất dấu vết do trời mưa lớn, gây ra khó khăn cho công việc điều tra. Do danh tính và hình ảnh của tài xế gây tai nạn trong vụ này được giữ kín, làm dấy lên suy đoán rằng người này quen biết với công an hoặc là chạy tiền để dàn xếp vụ việc. Liên quan đến vụ này, báo Dân Việt cho biết, nam tài xế được công an xác nhận là không vi phạm nồng độ cồn hay ma túy. Trên trang Facebook Tin Hot Bắc Ninh, hàng trăm Facebooker bày tỏ sự vẫn nộ vì cách đưa tin cho rằng tài xế ở trong vụ này không hề hay biết là có thi thể ở dưới gầm xe. Hồi đầu năm 2021, tờ Tuổi Trẻ đã từng ghi nhận vụ nghi can Bùi Minh Tùng, 49 tuổi, tài xế lái xe container đã tông chết và kéo lê thi thể của nạn nhân ở trên đường khoảng 60 cây số thì mới phát giác. Ban quản lý thị trường ở tỉnh Gia Lai vừa phạt một tiệm bán mỹ phẩm tới 2.100 Mỹ Kim do tiệm này livestream trên Internet để bán mỹ phẩm giả mạo. Sau một thời gian theo dõi thì
cơ quan này đã kiểm tra một tiệm tại đường Lê Đại Hành, thành phố Pleiku. Khi bị kiểm tra thì tiệm này đang livestream trên Internet và bán hàng qua Internet. Đoàn kiểm tra phát hiện rằng tại tiệm này có 300 chai nước hoa với nhãn hiệu là Chanel, 118 chai nước hoa khác và 204 tip kem chống nắng với nhãn hiệu là Lancome. Sau khi làm việc với đại diện của tiệm này về vấn đề nhãn hiệu cũng như các tài liệu, thì đoàn kiểm tra kết luận rằng số hàng hóa nói trên là hàng giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Trưởng cơ quan quản lý thị trường Gia Lai quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tiệm này khoảng 50 triệu đồng Việt Nam, tương đương 2.100 Mỹ Kim, với 3 vi phạm như sau. Buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và kinh doanh hàng hóa là mỹ phẩm trên Internet không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cùng với đó thì toàn bộ số hàng này đã bị tịch thu. Từ Nghệ An, người dân chặn xe tải vào cảng quốc tế Visai do lo ngại về vấn đề môi trường và săn lấp mặt bằng. Những người dân của xã Nghi Thiết thuộc về tỉnh Nghệ An trong 2 ngày qua đã tiến hành chặn xe tải vào cảng biển quốc tế Visai Nghệ An để phản đối những vấn đề về săn lấp mặt bằng, tái định cư và lo ngại về môi trường. Cầu cảng Visai số 1 được vận hành từ tháng 10 năm 2017, phục vụ chính cho việc vận chuyển clinker và xi măng của công ty cổ phần xi măng Sông Lam đến các vùng miền ở trong nước và xuất cảng. Truyền thông chính phủ cho biết có rất nhiều người dân địa phương tập trung, trong đó có cả trẻ em, họ dựng lều bạt, ngăn không cho xe tải ra vào trong khu vực con đường chính dẫn vào trong cảng biển quốc tế Visai, đóng ở xã Nghi Thiết thuộc huyện Nghi Lộc của Nghệ An. Việc người dân chặn xe đã khiến cho những chiếc xe tải chở xi măng từ huyện Đô Lương phải nằm dài trên đường do người dân ngăn cản. Trước đó, chính quyền địa phương và công ty xi măng Sông Lam Nghệ An đã có cuộc đối thoại với người dân. Theo truyền thông, người dân ở đây nêu lại lời hứa hỗ trợ xây nhà văn hóa của các cấp ngành cho xóm Bắc Thịnh và Nam Thịnh. Nay nhập lại thành xóm Hải Thịnh từ năm 2017, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Nhà văn hóa của xóm hiện đang trong tình trạng xuống cấp và quá chật hẹp. Nhiều người dân ở trong diện phải di rời do ảnh hưởng của dự án xây dựng trạm nghiền xi măng và cảng biển quốc tế Nghi Thiết thuộc về công ty cổ phần xi măng Sông Lam, đang mỏi mòn chờ việc di rời và tái định cư. Vì vậy, cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn khi họ phải giữ nguyên hiện trạng nhà cửa xuống cấp, không thể sửa chữa và sống quá gần khu vực của trạm nghiền. Nhiều người dân của xóm Hải Thịnh phản ảnh lên chính quyền địa phương về sự lo sợ ô nhiễm môi trường khi công ty xi măng Sông Lam đang xây dựng bến bãi chứa than ở vùng cảng tổng hợp. Tiếp theo là tin liên quan tới vụ trộm đồng hồ của một nữ Việt kiều Mỹ ở phi trường Phú Quốc, Việt Nam. Do bị công luận nghi ngờ về vụ mất và trả đồng hồ có hiệu là Patek Philippe của một nữ Việt kiều Mỹ ở phi trường Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có sự khuất tất, cho nên công an tỉnh Kiên Giang đã tìm cách chữa cháy để xoa dịu vấn đề này. Báo chí và các đài ở trong nước vào ngày 26 tháng 6 đưa tin, công an tỉnh Kiên Giang đã đưa ra thông cáo báo chí về việc giải quyết nguồn tin báo mất đồng hồ tại phi trường Phú Quốc nhằm giải thích việc chiếc đồng hồ nói trên bị mất cắp như thế nào và đã được tìm thấy ở nơi đâu. Theo tờ báo Người Lao Động trong nước, kèm theo thông cáo thì Công an Việt Nam đã cho công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh hành khách đã nhặt được chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá khoảng 11.800 Mỹ Kim bị mất ở phi trường Phú Quốc của gia đình bà Mạc Thanh Thảo, 35 tuổi, là một Việt kiều Mỹ cách đây 6 tháng. Điều đáng nói là đoạn video nói trên tuy có đánh dấu những người liên quan trong lúc xảy ra sự việc, thế nhưng hình ảnh lại mờ nhạt, không rõ ràng. Thông cáo giải thích như sau, vào ngày 25 tây tháng 12 năm 2022, bà Thảo cùng với người chồng đi qua khu vực soi chiếu an ninh của phi trường Phú Quốc thì làm rơi đồng hồ, 4 chữ này để trong ngoặc kép, và chiếc đồng hồ rơi xuống băng chuyền do bà Thảo bỏ đồng hồ trong túi xách không có dây khóa. Một hành khách đi sau đã nhặt được chiếc đồng hồ của bà Thảo nhưng không biết người nào đánh rơi. Đến ngày 1 tháng 6 vừa qua thì hành khách này đã đến giao nộp chiếc đồng hồ nhặt được cho cơ quan công an. Sau gần nửa năm trời, vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, chiếc đồng hồ Patek Philippe bị mất một cách khó hiểu tại phi trường Phú Quốc mới được đại diện của lãnh đạo thành phố Phú Quốc,
Công an tỉnh Kiên Giang và Phi trường Quốc tế Phú Quốc tổ chức một cuộc chuyển giao trả lại cho chủ nhân của chiếc đồng hồ này. Do bà Thảo hiện nay đang sinh sống ở Hoa Kỳ, cho nên ông Mạc Chí Công là anh ruột của bà đã tới trụ sở công an thành phố Phú Quốc để nhận lại chiếc đồng hồ nói trên dùm cho người em gái. Tại buổi lễ trao trả chiếc đồng hồ được tổ chức khá long trọng, ông Mạc Chí Công được ghi nhận là gửi lời cảm ơn tới người đứng đầu công an tỉnh Kiên Giang vì đã giúp tìm lại chiếc đồng hồ mắc tiền cho em gái của ông. Trước đó, trong sự việc xảy ra vào ngày 25 tháng 12 năm ngoái, bà Thảo tố cáo chuyện chiếc đồng hồ Patek Philippe của bà bỗng nhiên không cánh mà bay trong lúc vợ chồng bà đang làm thủ tục lên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang về lại Sài Gòn sau chuyến du lịch. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin địa phương.